Mẹ ơi, mẹ có làm sao không mẹ? Mẹ vẫn thấy đau đầu lắm, lại cả chóng mặt nữa. Mẹ sốt cao lắm, mẹ phải đi khám đi mẹ. Thôi, để từ từ đã. Bệnh viện bây giờ đông lắm, rồi lại phức tạp nữa. Mẹ cứ yên tâm, bạn con là bác sĩ, để con bảo bạn con qua khám cho mẹ. Để mẹ theo dõi xem đã. Thế bây giờ mẹ có ăn gì không? Để con đi mua. Mẹ mệt lắm nè, để mẹ nằm nghỉ đã. Tí mẹ đói mẹ gọi. Vâng, thế mẹ nghỉ ngơi đi nhá. Con ở ngoài có gì gọi cho con nhé. Cô Xuân, con đến rồi đây. Cô sao rồi ạ? Cô cũng không biết nữa. Ngủ dậy thấy chảy đầy máu cam đây này. Hôm nay cô thấy trong người như nào hả cô? Cô còn đau đầu lắm, rồi cả đau bụng nữa. Đấy, con bảo rồi, gọi bác sĩ về khám và điều trị, mẹ không chịu nghe. Sao mình không lấy thẳng bệnh viện luôn ạ? Bây giờ em thử nghĩ xem, bệnh viện đủ thể loại người, bệnh đầy ra, mẹ anh còn sợ đi bệnh viện nữa, gọi bác sĩ về khám là tốt nhất. Cô Xuân ơi, cô Xuân, cô thấy trong người thế nào rồi ạ? Cô cũng đỡ hơn nhiều rồi, may mà thằng Bảo có bạn là bác sĩ, hằng ngày đến tiêm với khám cho cô đấy. Tiêm như thế này đau lắm đấy này. Với cả cô bị bệnh gì ạ? Cô cũng không biết, thằng Bảo nó trao đổi với bác sĩ thôi, chứ đầu óc cô bây giờ cũng rối lắm. Thôi thì cứ để lớp trẻ với con cái nó chăm sóc cho mình. Mà cũng sắp đến giờ nó đến rồi đấy. Đau. Ơ, Diệu, em đến chơi à? Vâng, em đến thăm cô ạ. Cô đã bảo rồi, bác sĩ đến đúng giờ lắm. Em ở lại chơi rồi ăn cơm với mẹ con anh. Giờ anh đi nấu cơm đã. Trang, em khám rồi tiêm cho mẹ anh nhé. Dạ vâng ạ, anh chị cứ ra ngoài chuẩn bị cơm đi, để em khám cho bác. Con đi đi ạ. Cô chịu khó nhá, vài ngày nữa là khỏi thôi ạ. Con ra ngoài đây. Cô cảm thấy thế nào rồi ạ? Cô cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cô để con tiêm cho cô nhé. Đây, để cháu đỡ cô. Cô đi từ từ thôi ạ. Đây, cô ngồi xuống đây. Cô thấy trong người thế nào rồi ạ? Hôm nay tiêm xong là thấy đỡ hơn nhiều. Cháu nóng đây, cháu nóng đây, cháu nóng vừa thổi vừa ăn đây. Nóng quá. Mẹ với em ăn đi ạ. À, Diệu ơi, chiều nay em ở lại ăn nhá. Anh làm con gà này cứu ngon lắm. Vâng. Con đang giở tay ở dưới bếp, mẹ với em ăn đi cho nóng ạ. Mình con thổi cho nguội rồi cô ăn nhá. Thôi, cô tự ăn được, con ăn đi cho nó nóng. Vâng ạ. Ngon lắm cô ạ. Mẹ anh sao rồi em? Tình hình của bác rất là nguy cấp anh ạ. Em ra ngoài nói chuyện với anh. Bệnh tình của mẹ anh sao? Thuốc của em chỉ đủ để cho bác cầm cự thôi. Chứ lúc nãy em khám, tình hình của bác xấu lắm rồi. Cùng lắm là được một tháng nữa thôi. Em tuyệt đối đừng nói cho mẹ anh nhé. Mẹ ơi! Mẹ!
Mẹ biết mẹ chẳng sống được bao lâu nữa, vừa hao tốn tiền của, vừa làm gánh nặng cho con. Mẹ sẽ về quê sống những ngày còn lại của cuộc đời. Toàn bộ tài sản mẹ để lại cho con. Mẹ thương con. Thế tức có nghĩa là bà già đấy đã để lại hết tài sản cho anh rồi đúng không? Chúng mình sắp phát tài rồi. Làm gì mà dễ dàng thế? Sao mày này ở đây? Là tao đấy! Khốn nạn! Mẹ! Sao mẹ lại... Mẹ á? Cái loại như anh ấy không xứng đâu. Chính anh với cô bác sĩ dởn kia đã lên mọi kế hoạch, nói là cô Xuân bị ốm rồi không qua khỏi, và sau đấy thì để lại toàn bộ tài sản cho anh mà không hỏi anh bảo. Tôi nghe nói bác Xuân bị ốm, sức khỏe vô cùng yếu, thường xuyên không ngủ được nên là tôi sang thăm. Thì đúng hôm đấy, bác đưa cho tôi chiếc vỏ gối và nói sáng ngủ dậy phát hiện mình bị chảy máu cam. Nhưng vết máu để lại thì rất kỳ lạ. Máu chảy thử đêm thì phải khô và vẫn còn phải để lại dấu tích trên mũ của bác chứ. Đằng này, vết máu trên gối vẫn còn khá mới, không hề lem nhem, mà lại theo từng giọt, nhìn giống như cố tình được nhỏ xuống vậy. Mấy hôm sau, tôi lại qua thăm, thì thấy vết kim tiêm trên tay bác Xuân bị chọc tứ tung đến tím tái cả tay. Nhìn vết tích thì rõ ràng người bác sĩ này vô cùng thiếu chuyên nghiệp, nên tôi đã để ý cô ta. Đúng lúc đến giờ bác sĩ của anh thuê đến khám bệnh, nên tôi đã quan sát rất là kỹ càng và phát hiện móng tay của cô ta vẫn còn vết tích của xương móng tay được tẩy, hẳn còn lem nhem. Trên người còn có mùi nước hoa, thao tác khám bệnh và tiêm thì lại vô cùng lúng túng, chắc chắn chẳng phải là bác sĩ gì. Tôi đã lén mang thuốc của cô ta giới thiệu là thuốc chữa bệnh đi để kiểm tra, thì trong thành phần thứ thuốc ấy có chứa một lượng thạch tín nhỏ, dùng nhiều sẽ gây đột quỵ. Cả anh con trai hiếu thảo này nữa, bề ngoài anh vô cùng chăm sóc, chu đáo, nhưng trong bát cháo anh mang cho mẹ, anh lại lén cho thuốc ngủ vào. Có lẽ mục đích là để cho bác thêm phần mệt mỏi và càng ngày càng hoang mang. Từ những chi tiết đấy, tôi khẳng định hai người chắc chắn có điều gì đấy mờ ám nên đã tiến hành theo dõi. Anh phải nói như thế để đánh tiếng bà già anh ấy. Sau này anh mà lấy được toàn bộ tài sản ấy thì em cũng có phần đấy. Hóa ra kế hoạch của hai người lại hoàn hảo đến như thế. Đúng như kế hoạch của anh, bác Xuân vì thương anh nên đã chọn cách ra đi và để lại toàn bộ tài sản cho anh. Ơ, cô Xuân, cô đang ốm à? Cô đi đâu đấy ạ? Cô đi về quê. Thôi, cô đi theo con nhá. Sao mày lại có thể khốn nạn với mẹ mày như thế? Hả? Anh ta đam mê cá độ, xin tiền cô không được nên đã dựng lên mọi chuyện để cô để lại tài sản đấy ạ. Con biết sai rồi, mẹ bỏ qua cho con mẹ nhá. Mày không xứng đáng làm con trai của tao nữa. Mày đi đi. Đi ra ngoài cho xã hội dạy mày. Đi đi. Con xin lỗi. Cô có sao không ạ?